Đây là một rừng sắn, toàn sắn là sắn thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một cây sắn, sắn lá đỏ, nó rất là đẹp. Mình sẽ nướng sắn, một sắn nướng các bạn nhé. Một bọc cây xin nhỏ ra đấy, khóm sắn mình đã nhổ rồi. Mình sẽ lấy khóm này sang đầu củi để mình nướng. Đây có mấy cái mẩu cọ, mẩu cọ chết rồi, khô. Loại này làm củi tốt đấy. Mấy củi này mình sẽ cho vào đống này đó. Mình đốt món sắn nướng. Loại sắn này bở các bạn ạ. Sắn có nhiều loại lắm. Mình chắc loại này bở. Nhiều quá nhỉ. Rồi. Châm lửa mọi người nhé. Khi đống này mà cháy hết thì là sắn chắc chín, thì sắn nên để vào trong giữa các bạn. Lửa bắt đầu đang cháy. Chắc phải 15 phút nữa các bạn ạ thì mới chín được. Bốn năm phút rồi, sắn rồi chắc cũng gần chín rồi. Lửa to hết. Cái này mình sắn cho nó chín chưa? Kiểm tra đi. Ồ, con này chín rồi. Con này chín rồi. Từ từ nhá. Một cái nữa. Ồ, có nhiều củ chưa chín. Có củ chín rồi. Hai cái này chưa chín đâu. Một cái này chín rồi. Chín rồi. Ồ, con này chưa chín. À, con này chín nữa rồi. Lửa như thế mà không chịu chín này nè. Để rõ to. Đổ hết đấy. À, to vào đây để lấy lên cái kia đi. À, còn mấy củ này chưa chín này. Kệ nó. À, lấy cái kia úp lại. Cái này que đi. Kéo. Kéo úp lại, kéo nó còn chín rồi. Ừ. Củ này thì để nó chín lúc nào chín. Không cần thiết. À, khênh cái này lên đi. Dao để cạo đấy, sắn rất là bở các bạn ạ, bở tét tét luôn. Có mấy củ cái nữa nhưng mà lửa nó không chín đều thôi. Anh em lại thưởng thức xem nào, con sắn này ngon nào. Đây này, đây. Cầm lấy ngon đấy. Bở quá nè. Trên rừng thì vậy thôi các bạn. Bở, sắn bở hết. Một hút rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Về món săn nướng, em yêu mến NQN Vlog thì đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.